Ôi chết rồi. Ôi chết chết rồi anh em ơi. Có cái lưới vẫn có cần rồi. Sáng sớm lên đây câu nhìn lúa trên đây đạp chưa các bác này. Thả đẩy luôn. Nên trên đây mấy lần này các bác, nói chung là lên đây phải đến 4-5 lần rồi, lần nào cũng móm. Có đóng cá nhưng móm này cay quá. Ví dụ như kiểu như là móm không được cá thì còn không muốn lên, nhưng mà móm này móm kiểu cay. Hay là lên trên đây đánh coi nhá. Mấy bịch này. Bịch to nhất thì thảo của bác nhá. Còn bịch kia bóp có bẫy bóp bảo linh nhỏ bóp ít thôi. Này trời thắng là ổ to rồi, quánh của nó chất nữa. Nhưng mà trời này rất là nắng. Xong rồi lên góp vào linh. Trước em lên đây mấy lần này cũng đóng được hàng, nhưng mà đợt đấy toàn bị toạch cho anh em, kiểu như đợt đấy lưỡi không tốt đấy, để đang chơi lưỡi lục này, chơi tứ lục này. Anh em đánh như kiểu của em hay này, vừa bó môi với nó tỷ lệ đóng cá cũng rất là cao, vừa thảo vừa bó mồi thì chắc ăn hơn. Mình đánh thổ cần này mới tầm trời nắng này dễ các cũng có kiểu như anh em tầm này đánh xa bờ thì khó được cá lắm, kiểu đánh nó nhiều bùn đấy các bác, đánh ngoài đánh bùn nó tụt cái mồi chìm bùn ấy hết luôn, tráng cá đấy. Ở rìa bờ đất nó cứng, đất nó cứng thì may có hàng. Thôi anh em xem nhé. Giờ bà mình thả hậu mà mình ngồi yên các bạn, nếu mình không ngồi yên thì cá vào thì bóng hay chạy ngay. Đấy. Khi đóng lục ấy, chỉ đóng được một phát này, là phải đợi ít nhất khoảng 15-20 phút sau thì cá mới dám vào. Cá thiên nhiên nó khôn lắm, nó không như là trong dịch vụ các bác đâu. Đấy, có nhìn chưa? Thò bập rất là nhẹ. Đóng ngay, úi rồi. Ui. Đóng quả em chờ cho bác ạ.
Anh em nhìn vẩy đây, vẩy to lắm mà trượt nó đều nhá. Bịch một phát bóng lái màu còn xịt được tài thật. Nhưng mà giờ quả nó hơi nhẹ, băng căng quả đẹp. Có nhiều tín hiệu chưa? Phao 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 đá kìa, đang đá phao. Đóng ngay, ui trời ơi, đóng đóng ngay anh em ơi, ôi đóng ngay các bác ơi, cần đơn cần đơn, ui, ui, đóng ngay, chạy đơn xuống thôi, thằng này thì trôi 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 nhé các bác nhá, à. Em xuống tàu. Chạy em xuống tàu. Rồi ok. Ok ok. Ok anh em ơi, ok. Ê, cần cờ đơn này bác nhá. Này là kia cần. Ê, không có sao. Cần đơn này cũng trôi, nó vừa trượt mà hụt một phát bây giờ đóng luôn tọt lưỡi này, đẹp quá. Em trôi đầu tiên qua thấy chưa, đánh gần bờ nó hiệu quả hơn hẳn đấy. Đó, bao bằng mặt trên luôn. Trời ơi to, ui trời ơi, đấy gọi đi câu cá nhé. Câu cá này mới gọi là sướng này. Đây cái quả cần 8H của em đây. Cái cần lần trước bị gãy các bạn. Lần trước bị gãy thì đây. Em đợt em định mang đổi lại mà không đổi. Đây thế là nó gãy. Để lấy nét qua xem nhé. Cái focus nó đâu nhỉ. Đây các bạn này. Nó bị gãy thì em tháo một đốt ra. Đây các bạn nhìn. Đó. Gãy em tháo một đốt ra xong này. Đốt ngắn đi. Gọi là bồi thêm một đoạn này rút ngắn đi, chắc là đợt đấy là cần nó bị lỗi xong giật phát nó gãy ngay, không đóng cá nó gãy ngay. Thế nào này em nick nick phao đài à, nick phao đài được con này đẹp đủ chùi sướng thật các bạn, nó kéo mút nó dậy sướng quá, chung ca chung ca. Wow. Nằm yên đấy cũng dậy được nhé. Đây cho chùi đỏ Ấn Độ anh em nhé, cộng rộng anh em xem mà sướng lưỡi lục các bạn. Công nhận cần này nó cứng thật các bạn, giật phát mà con này nó chạy mà không thể có một cần luôn, vít thoải mái. Quả em định nhấc bồng thử cho gãy cần thì gãy hẳn luôn đi, nhưng mà nghĩ sao thôi để câu lưỡi mọc này để em câu. Thì sau đài em chơi kiểu như là lấy bành đấy các bạn, cái này nục đồng nục bành này tươi ngay đấy. Đây vào đây này có hàng anh em xem, em lên đây bao nhiêu ngày tháng đấy các bạn, lần trước nó bị trượt. Đây con cũng khủng này, bao ngày tháng mới được em này, đã quá sướng sướng, bao ngày tháng rồi. Xuống đây thả đằng đây đằng kia bạn, làm chỗ gặp bèo này, đây mấy chỗ bèo ngoài thả. Xuống đây đánh bây giờ nó một trôi, công nhận đóng chùi phê. Công nhận đóng chùi phê thấp đấy, nó kéo kéo chạy tít mù. Cần này nó cứng thật bao, em nhức đầu tiên cái cần này đóng một cá, lần trước là nó đóng một phát em câu đơn em giật phân gãy luôn.
về ông đút đốt ra, em bảo hơn lần này có gãy thì cũng cho gãy luôn, vừa định nhấc thắng phát lên nghĩ sao thôi. Thì sao mấy cần nếu ông, các ông test nó nhấc được 3 cân đấy, sao thôi, đang câu lại dễ mất cần bỏ mẹ. Kho đài là hay phết các bạn, cầm cần đi nhẹ, cái này nếu mà anh em mà đi câu vui vui cầm cần đi nhẹ hơn là bọn cần máy thì phát đi nặng này khổ quá. Ủa, đóng con chuột vẹo hết cả lưỡi. Đánh đầu cần, đánh cái cần đơn kiểu này anh em chơi nữ bành nhá, đừng chơi nữa chỉ chỉ nặng lắm không chơi đâu. Vừa tống phát lên vảy gái con này chắc nó hàm mồi vẫn ở lại, giật một phát em thấy nó bùng lên mà vẫn không kinh, chuối hàm mồi thật. Sao người ta bảo chuối điên, hóa ra là chuối hàm mồi. Chắc chắn con này vừa ăn giật là cái vảy nó là cái vảy đỏ. Ôi, nổ lắm nay lại lên là hàm, có clip cho các bác xem. Thế quá. Ừ, nhưng mà đánh bó mồi này thôi, bó mồi vẫn lên hàng khủng. Bó mồi thì anh em giật vài cái, nhưng mà phải giật vài cái cho mồi tụ lại ạ. Ok. Tám hát cứng thật, không nhận nào, và tám hát thì cứng. Pha đầu tiên em còn chần chờ, em không dám giật mạnh. Nó mới vẩy pha thứ hai vẩy căng phát này dính luôn. Đấy. Đấy. Ui, ui anh em nhìn của quả đi không? Còn đấy to đấy, trời. Đi nhún làm sao? Đi nhún phao rồi trời. Mày nóng này. Ui, ui tổ. Ui ơi. Ui trời ơi mẹ ơi. Ui cha các bác ơi, này đóng hàng rồi, đóng hàng, đóng hàng, đóng hàng anh em ơi. Này. Ui em đóng xuyên thùng cao vẩy của nó như này mà không cắm nhỉ. Đã man con này hàng to luôn đấy. Ủa nguyện là cần mới này nó cầu hên thật các bác ạ. Cá vào liên tục, cần ngoài không vào vào mấy. Tiếc thế, sót ruột thế. Giật đóng phích cứng vậy mà. Cần tay này em giật nó còn căng hơn hả cần máy các bác ạ. Dây này mà cua nó ngắn không giật bịch phát là căng thế mà. À, ông vẫy mới đau ấy. Chạy thật. Cần máy chết tiệt rồi kìa, không biết con nào bảo sao. Trong đây này, ngon. Cần này anh em đừng bảo giật yếu nhờ, căng lắm cứng lắm, giật không cong được cần luôn đấy. Em giật nó cứng đờ luôn, cần cứng phịch phát lên luôn rồi. Càng giật càng hơn cả cần máy mà không đóng. Nào cho em chuyển sang tứ nên tứ đóng đóng sâu hơn, bởi nếu mà một lưỡi tứ đóng khả năng khoảng
cứ cắn này. Mày cứ mút đi. Ui trời. Ui trời anh em ơi. Ui trời cụ. Ui. Ui các bác nhìn thấy trời cụ chưa? Ui. Bóng hàng ấy. Công nhận là cần mới tánh thời gian thôi. May thật thấy cái cần trực tiếp cần máy rồi thì không thấy cái con nào đóng. Ừ, sáng giờ cần máy không có nào vào. Ui. Còn nó đóng ở đuôi quá, đóng ở tí tí thôi quậy phát bùng luôn. Phê quá. Ôi. Kéo căng thật. Nó kéo đứng lại phát nó quậy đuôi phát mất. Ôi, các bác nhìn quả đấy phê không? Quá phê luôn những con gì. Này nào về mà chơi tứ rồi. Lục này đánh không bằng tứ được. Phê thật đấy. Mày biết là nói có khi thu cần máy vào mà cần máy đánh này nó hôn thua mới nhấp một hai cái thôi. Đúng 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 phi cũ anh em ơi. Ui giỏi ơi. Ui giỏi con này nó đang ăn từ bao giờ không biết này. Cho em thu cần máy này các bạn, cần máy hôn thua này chỉ cần cần con này được thôi. Đấy, nãy chết tội. Này anh em nhìn nhá. Cần này á cứng cực kỳ luôn. Thú phi nhóc bay em vào luôn. Kẻ nào con chui vào lấy. Phu với cần máy đấy nè. Mắc. Đóng vào một con khổ cá quá. Ôi giời. Ôi, rô phi cũ quá này nó mắc từ bao giờ đấy, em đang định nhấc lên thay mồi nó dính luôn. Này con này, đi không chứ. Nhấc lên cái bắt đầu thấy cứng cứng thấy dậy mà không thấy nó là mắc rồi đó. Đúng là chiều đúng là mà các bác à, em có cái này rất buồn cười nhá. Đi câu bao giờ cái lần đầu tiên mình câu thể loại nào cũng thấy nó may mắn nhá. Em chuyển sang ngày xưa chuyển sang lục cũng vậy, hôm nay em chuyển cần đơn đánh lục cũng thấy nó may mắn. Úi giời. Dãy bóng xuyên óc này. Ok chuyển số hết rồi, con này to của nó không phải vừa đâu. Từ sáng giờ nhé, có từ sáng giờ mỗi cần đơn lắp lên lục của em mà lên được hàng ấy thì quá đậm gỡ cái kia đó là miền đấy. Đánh kiểu này hay phết các bạn, mà em nói thật là kẻ nó cũng tải cá nó làm sao ấy. Bình thường thì câu cần lục to của em hay được, nay thì đánh không một con nào ăn luôn. Cần đơn thả xuống cũng ở khu vực đấy khô nàn luôn. Mỗi cần này cứ thả xuống là có cá cắn. Buồn cười. Dây này dây em dây to luôn, chịu cá 12 cân. Dây to chịu cá 12 cân. Cần cứng. Chặt lục phê luôn. Đây mình đánh thiên nhiên thì đánh đầu cần đánh kiểu này nó sướng các bạn. Nhưng chưa vào hồi vụ hồi ấy cá nó to rồi cũng đẩy cần nữa. Cá chục cân con thì không thể vam được. Đúng không ạ? Ok. Tầm chưa chưa này mà vẫn được hàng. Tầm chưa lắng này vẫn lên được hàng quá ok rồi.
Có nhìn là đồ phi bự chưa? Bàn tay ấy không không phải vừa đâu, là móc xuyên não, dậy dậy gì đó, hên quá là hên luôn. Vào mấy em chui. Đấy, này có hàng các bác xem nó ơi. Ăn xuống. Đóng ngay. Ui giời ơi em ơi, đóng. Có to, có to, có to. Ui giời, đồ phi. Ê giời ơi, thấy không? Có nhìn nhỉ. Ừ, đóng thẳng đuôi. Đồ phi to. À, ha, ha. Ui giời, em nhấc bóng hành qua này đây, các bác nhìn chưa? À, anh em nhìn cần cứng chưa? 8H này. Đấy các bác nhìn chưa? Bỏng lên luôn. Không để ý, anh em nhìn chưa? Rồi. 8H đấy, nó chỉ cong như này thôi. Đã màn mỏng thiệt. Đây các bác nhìn. Đi thì ngã 8H của em các bác nhìn chưa? Giật phê rồi. Cần này nói chung là nọ chắc nó bị cái đốt bị lỗi thôi chứ không phải là nó cần đẻo đâu. Đấy, cầm cái như thế này. Thì có thì bự. Đi qua cầu đến giờ thấy giật cà phê hẳn người. Cảm ơn. Đấy ngay mình đồ phi trắng con chưa? Lại thì em đỡ vào rõ. Wow, ý, ngày mới phê chứ. Bùm chịu. Quá đẹp. Cần to mắc lấy thì không lấy rồi các bác này. Mắc bây giờ là tí nội gỡ gỡ là gỡ sợ tí nó động nó chạy hết. Tí lúc về gỡ rồi. Đây, thành quả đây anh em ơi. Nay bị bong bong mất con hàng khủng chứ hôm nay là quá đẹp luôn. Đấy anh em. Đấy chui đỏ go bác ạ. Nay bong mất hàng khủng hay không nhỉ? Nghe mình chưa, chui đỏ go. Mình qua cái túi này nó không rõ lắm nhỉ. Mình đặt nó bên trong đó xem. Bóng mất một con to cụ, con đấy nó gấp đôi con này. Phịch phát gấp đôi con này. Đấy em nhỉ. Chui đỏ go, to luôn. Đấy em. Hai chú rô phi. Đấy. Con lá này là cũng là ngon là được bữa đấy các bạn. Chơi đòi đó. Ok. Báo hàng các bác nhá, đẹp chưa? Hàng chui Ấn Độ đẹp, quần này kéo mắc phê luôn. Rất. Hai em đô phi cũng quá là tươi. Đẹp luôn. Rồi hẹn gặp lại các bác trong tất cả các video tiếp theo nhé. Em về đây, hôm nay có hàng này rất là vui, đẹp, sướng quá. Bye bye, hẹn gặp lại.